chuột ạ. À. Hả? Sợ gì? Chuột. Vâng, em tuổi mèo nhưng sợ chuột anh ạ. Bên này sợ rắn anh. Vậy em bắt chuột, anh bắt rắn. Mời bạn trai. Chạy ngừng lên ạ. À. Chào chị Cát Tường. Mời em ngồi. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào tất cả mọi người. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Hoa, em năm nay 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Quê em ở Hà Tĩnh. Vào đây lâu chưa? Em cũng vào đây được 2 năm mấy 3 năm rồi chị. Rồi, bạn trai mình giới thiệu tên đi bạn. Dạ, em là Thái, năm nay em 28 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh ạ. À. Em đến từ Huế, nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Em làm nhân kinh doanh về gì? Bên lĩnh vực thú y ạ. Kinh doanh thuốc thú y, Hà Tĩnh có đi ngang Huế không ta? Có đi ngang anh. Có ghé lần nào chưa? Ghé ăn cơm xong đi ạ. Lần này ghé ở luôn được không? Cũng được. Nhớ đem kẹo cua đơ nha em. Cua đơ ở đây. Đặc sản Hà Tĩnh anh. Trước giờ mình... kẹo cua đơ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thì cũng có mấy mối chị tìm hiểu, nhưng mà tìm được chưa kịp hiểu thì không biết bên nào đi rồi. Khi nào mình ngồi mình suy nghĩ về cái nguyên nhân chưa? Em cũng suy nghĩ nhiều lắm chị, nhưng mà không phát hiện ra. Vậy bạn hiện giờ có biết ưu điểm, khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em là cũng vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm thì hơi bị lạ lùng. Cái gì cũng biết nhưng mà không có cái gì giỏi. Ví dụ như biết sửa điện một xí, rồi biết đóng bàn ghế cũng biết á. Lạ lùng là lạ lùng chỗ nào? Ví dụ biết sửa như... điện mà sửa không có được á. Sửa xài không có được thì biết đóng bàn, đóng xong xài cũng không được á, đúng không? Bạn thích tìm người yêu như thế nào? Người yêu thì không có ở dơ, không gia trưởng. Lãng mạn một xí cũng được. Có ở dơ không? Không. Có gia trưởng không? Đức tiếc là không ạ. Rồi cái mẫu hình như thế nào? Mập lùn cao ốm? Cao hơn em một cái đầu là được anh. Rồi sao nữa? Hơi tròn tròn là được, chứ ốm quá thôi. Anh mập lắm em ơi. Đây mập lắm à. Ốm quá sao thôi. Ốm quá lỡ người ta đi bên, người ta lại thấy em ôm cái cục nhà thấy không được. Rồi bạn trai, nãy giờ bạn gái nói vậy, mình có đáp ứng được nhu cầu của bạn gái được phần nào không? Chắc là cũng hơn 90% á. Hơn 90% luôn hả? Tự tin quá không? Bạn có thích lãng mạn không? Có. Một lần lãng mạn nào bạn đã thể hiện rồi? Ngồi trong quán ngắm mưa quá cửa kiến á. Nói gì, chuyện nhỏ bình thường, đủ đang ngồi đã uống cà phê mưa thì bình thường thôi mà. Cái gì mình cố tình tạo nên lãng mạn? Thì nói chuyện tình cảm này đó. Nói chuyện tình cảm với mưa là... Thí dụ nè, thôi thí dụ cụ thể nè, thí dụ bữa nay là sinh nhật của bạn gái nè. À, dạ. Đó, giờ mình là làm sao mình tổ chức sinh đúng nhật rồi. Như thế nào cho nó lãng mạn. Trời mưa đang lớn đó. Một không gian kính thì mình làm... Kính là sao? Đóng cửa lại hết. Tức là trong phòng riêng hả chị? Rồi. Có bánh, có đèn, mình bong bóng, rồi hoa, rồi nến. Ừ. Rồi hai đứa... Hai đứa làm gì? Rồi ăn mừng sinh nhật ạ. Sinh nhật mà có hai đứa quá. Bây giờ mình nghĩ đi, thí dụ vậy bạn gái muốn tổ chức sinh nhật lãng mạn dưới mưa. Không, chắc em nghĩ không có đáp ứng được đâu. Sao vậy? Không được. Tự nhiên sinh nhật xong hai đứa bệnh mà đâu có lãng mạn gì đâu. Vậy là không lãng mạn rồi. Lãng mạn người ta làm một điều gì đó. Hay đút bạn ăn gái ăn cơm dưới mưa, thí dụ vậy. Mình có sở trường gì không? Thực ra thì em rất là thích thể thao ạ. Anh chơi được khá nhiều môn, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Sao thấy tướng không thể thao gì hết trơn vậy? Vai trò gì? Thủ môn ạ. Tập nào đá mạnh cũng mệt à. Vâng ạ, nên không ai dám đá mạnh đâu anh ạ. Khi nào mình tính tới hôn nhân được? Dạ thì khoảng một năm chị. Có chuẩn bị gì chưa? Thì có ạ. Cái gì? Thì đủ tiền ạ. Đủ tiền? Vậy được rồi. Có điều gì không thích ở người bạn gái? Lùng thua mà. Ở dơ. Không, con gái ít ở dơ lắm anh. Có chứ, cũng người nhiều ở dơ lắm á. Tôi gặp nhiều người ba cũng vừa tắm á. Có điểm gì nữa không? Đừng nhuộm tóc là đẹp quá. Em thì sống hiện đại lắm, nhưng mà ví dụ như xăm, có thể xăm trừ những chỗ kính này được. Mình xăm ngồi sẽ bả vai. Có nghĩa là chỉ mở ra mình em thấy thôi thì được, người ta thấy thì không được. Vâng ạ. Ví dụ như xăm ngay trán thì không được. Thể thao, cái tướng không có thấy chút nào thể thao hết trơn. Sao vậy em chị? Em tiện khoa chị. Không biết nữa. Mai mối mà không biết nữa. Thì thể thao mà không có thể thao. Rồi bây giờ bạn hãy nói những nhược điểm của bạn. Em hay quên. Ê, em cũng hay quên, rồi về ai nhớ chưa khóa nhà. Vậy chắc thì tập lại. Rồi. Sợ chuột ạ. Hả? Sợ gì? Chuột. Vâng, em tuổi mèo nhưng sợ chuột anh ạ. Sợ chuột bên kia sợ gì? Không, bên này sợ rắn anh. Vậy em bắt chuột, anh bắt rắn. Rồi sợ chuột gì nữa? Hiện tại có nhiêu đó. Rồi có những ưu điểm gì? Em ưu điểm thì bắt thì em đều biết hết. Ca hát. Vâng, ca hát, thơ, nhảy, đẹp. Đâu đâu, làm thử bản coi. Chứ nãy hồi nãy quảng cáo có vụ thể thao, tôi thấy không có thể thao rồi đó. Văn thể mỹ mà, còn gì nữa thể hiện luôn. Nhảy á. Nhảy rồi, nhảy luôn. Nhảy khán giả vỗ tay lên kia đồng ý rồi đó.
dáng ít nhạc thôi đúng không? Tôi đàn nhạc cho từng 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 từng. Thì một số động tác em múa dựng đấy, ví dụ rap dance. Tôi phải coi lại thêm lần nữa. Chị bước lên trên. Nói chung là em biết động tác này. Rap dance này. Đó vô. Nè. Hey. Được được được. Dạ thôi ạ. À. Được 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 được. Cũng được, cũng được, cũng dẻo, không có nổ. Vậy tôi cũng phải coi lại cái vụ thể thao chắc cũng được phải không? Để em đi đá banh với anh Thuyền Linh ạ. À. Anh Thuyền Linh nó đâu có đá đâu. Nổi nữa. Anh đá tiền về mà chạy bán kính 2 mét. Cảm thụ âm nhạc tốt. Chạy vòng 2 mét thôi. À, bạn nữ mình có sở thích gì không? Có chị, em thích thể thao, em chào anh. Trời em, thích thể thao. Thích thể thao, ví dụ như đá banh em cũng đá, nhưng đá cầu môn này. Hai đứa rủ nhau đi đá banh được ha. Em cũng thích đi dạo lung tung rồi đó. Đi dạo với ai? Thường thường là đi một mình. Có mấy người dắt chó đi dạo á. Khoái lắm á. Em cũng khoái chó lắm, nhưng mà nhà không có điều kiện nuôi, cái đi một mình ngắm chó người ta. Em cũng khoái chó lắm anh. Hà Tĩnh hả? Dạ. Bạn có đọc một bài thơ nào về Hà Tĩnh, một bài hát nào về Hà Tĩnh? Giọng Hà Tĩnh đặc sệt nhất thì em mượn bài của Nghệ An. Rồi. Ngại ngôi chi mà anh nghĩ nọ về, hay là anh chê quê em nghèo đòi, hay anh chê em vụng về câu nói đất thanh trương nhụt mặn ni chua ca. Chắc có lẽ rửa mà anh chê, chắc có lẽ rửa mà anh nọ về. Nọ về là anh không về đó. Đất thanh trương nhụt mặn chua ca. Dạ. Rồi thôi gì cũng được, tạm ổn như rất là. Trời ơi khổ ghê. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không bạn? Dạ có bạn em. Bạn em đâu? Rồi, em được. chào anh Quyền Linh, chào chị Khóc Thường. Bạn thấy tính tình bạn ấy sao? Cũng hiền lắm, hàng ngày thấy đi làm bình thường. Có ai đeo đuổi không? Dạ không. Có đeo đuổi ai không? Dạ không biết. Bạn có gia đình chưa? Dạ em có rồi chị. Bạn thấy bạn trai bên này có hợp với tính bằng bên kia không? Anh nãy giờ thì anh thuyết phục được tôi rồi, nhưng mà có thể là còn 2 phút chương trình nữa thì anh có thể thuyết phục được em gái của tôi hay không? Dạ thôi thuyết phục được anh là cũng được rồi, đây là vui rồi, có cơ hội. Bạn nam có đi với ai không? Dạ không, hôm nay em đến một mình. Rồi, ok. Chúng ta sẽ kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Thôi thôi, thằng anh. Rồi, em cảm ơn ạ. Tiếc quá, nãy cổ không có thấy anh này, anh nhảy. Nhảy trước mặt bạn gái. Nhảy bao nhiêu người coi, nhảy tường anh. Ừ, nhảy rồi mà. Mà em chưa thấy. Để em xin nhạc ạ. Rồi, cho nhạc luôn. Rồi, mở nhạc luôn. Nhảy xích 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 bạn gái kìa. Dạ thôi đã, đùng bé. Nhảy xích xích trước mặt bạn gái. Dạ được rồi ạ. Thôi thấy thấy. Chưa có lại, chưa được nữa nè. Đó, đứng đây nè, làm lại nha. Nhạc lớn lên. 2, 3, bắt đầu. Yeah. Cô yeah. Dạ được ạ. Chưa bao giờ thấy một kiểu mà cô gái lạ lùng vậy. Thế sao mà? Thấy cũng được ạ. Được. Được. Quá dễ thương ha. Dạ. Dẻo dài lắm đó. Em nghe giới thiệu anh cái gì tròn tròn, tưởng tượng giống anh Quyền Linh. Ai vậy? Không giống. Từ từ em, bữa giờ anh mới cần một người vợ có thể làm anh mập ra chứ. Vậy là nuôi anh cũng hơi tốn ha. Anh tốn cái em nhiều lắm rồi mà nó vẫn dài đấy. Vậy tiền quá tốn rồi còn gì. Chị chưa có hơi á. Tốn mà anh uống rồi nó phải có cái hơi âm dương rồi nữa nó mới mập. Về hung miết 3 tháng mập lên. Ủa, ở đây em ở chỗ nào nhỉ? Em ở Bình Tân. Anh ở Củ Chi. Cũng hơi xa. Vậy thì nếu hẹn hò thì một tuần anh xuống đây được mấy lần? Công việc anh tự sắp xếp, có thể em muốn thì anh xuống thôi. Nếu muốn nữa anh nghỉ luôn. Em ở trong này với ai? Em ở một mình. Ồ vậy hả? Quá thuận lợi ở con mình đó. Nhưng mà em ở trong công ty. Vô công ty quan trọng là ông bảo vệ đó. Kiếm tình yêu đi, hôn nhân đi. Nói gì cho anh ơi cho bấm đi em rung gì đâu rung, không có cho bấm gì trơn á. Giờ nói nữa đi, nói hoài luôn. Em thích nuôi chó đúng không? Dạ em thích. Thì anh cũng cực kỳ thích, thì sau này nếu mà vợ anh mà không có việc làm thì cứ ở nhà nuôi chó. Thôi em thích nuôi chó nhưng mà cũng không thích ở nhà em nuôi ôm chó đâu. Ý anh cái gì kỳ lạ vậy? Ý sao mà mình thuyết phục mà em thất nghiệp thì về cho nuôi chó thiệt tình. Ủa em nấu ăn có giỏi không? Em biết nấu ăn thôi, nhưng mà em ăn được, còn người khác thì em không biết. Mà trước giờ có ý kiến phê bình chưa?
Những người trong nhà thì thường thường không có ai có ý kiến, tại vì có ý kiến thì không có ai nấu cho ăn hết. Sao dạ. Chim ăn được là người ăn được mà. Thì cổ ăn được, em ăn không được. Thôi một câu về tình yêu. Rồi khoảng bao lâu em kết hôn được? Em thì có thể được thì tháng sau cũng được rồi đó. Thích là nhất ha. Rồi hết thời gian. Ta nói được là tháng sau làm luôn cũng được. Quan trọng là ông bảo vệ không cho vô không thôi. Chuẩn bị. Hà Tĩnh và Huế. 3 2 1. Hết thời gian. Sao không bấm bạn? Dạ thì trong một mối quan hệ thì cảm nhận đầu tiên nó quan trọng lắm. Nhưng mà hiện tại bạn gái chưa cho em cái cảm giác đó. Nhưng mà anh thấy cô gái dễ thương thật mà. Dễ thương là một chuyện thôi ạ. Còn cảm giác là một chuyện khác hả? Vâng ạ. Bạn cảm thấy như thế nào? Thật ra thì cũng thấy hơi buồn. Nhưng mà cũng tại vì cũng không có đặt nặng vấn đề là tới đây là có phải kiếm chồng. Nên là cũng không có. Muốn cho mình một cơ hội thôi ha. Dạ đúng rồi. Nhưng chưa tới thì chờ cơ hội khác. Dạ. Hy vọng là bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình đâu đó. Cũng rất là tôn trọng quyết định của bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị. Cảm ơn em anh Quỳnh Linh. Đây còn quà nữa nè. Gửi tặng hai bạn một cặp sao mắt i5 về nghe nhạc. Ai, chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống và sớm gặp cho mình một nửa còn lại. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng thôi chị. Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng rồi. Mới 4 tháng rồi. Ai cha, cô gái dễ thương mà. Anh cũng không hiểu. Nghĩ là cô gái không bấm, chàng trai sẽ bấm. Em cũng cảm giác vậy. Nhưng cuối cùng nó ngược lại. Ai, nói gì tình yêu mà khó nói. Phải tôn trọng cảm giác của đúng người rồi. Ta thôi. Tất cả mọi thứ giờ? Đều là cảm xúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin hạ màn. Mời bạn nam. Chào mọi người, chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Rồi. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, chào anh Minh Bảnh. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Hiền, hiện tại em 28 tuổi. Bạn làm nghề gì? Dạ, em là điều dưỡng ạ. Rồi, mời bạn nam. Em tên Hò, năm nay em 30 tuổi, em làm kiểm định viên ạ. Kiểm định là kiểm định dạ, cái gì? Bên công ty em thì có cầm cố thì chẳng hạn như kiểm định vàng, bạc hoặc là điện thoại, laptop gì đó. Bạn tới bạn kiểm định để định giá phải không? Dạ, đúng là định giá chị. Có nào kiểm tra nhầm không? Dạ, cũng có, lâu cũng bị. Mình kiểm định con người được không? Dạ, cũng được anh, đó được. Kiểm định tôi còn bán nhiêu phần trăm? Không được cho hết rồi. Hết luôn hả? Dạ rồi. Trời ơi, không có phần trăm nào hết. Trời ơi, kiểm định tệ vậy trời. Quê bạn ở đâu? Dạ thì em ở Nha Trang ạ. À. Bạn nữ mình là quê ở Củ Chi luôn hả? Dạ đúng rồi chị, em nhà Củ Chi luôn ạ. Dạ, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng được 2 mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng thôi chị. Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng rồi. Thì đi kiếm mới 4 tháng rồi. Cái gì mà mới 4 tháng lên đây ngồi rồi lẹ vậy? Dạ. Ủa hà, mới 4 tháng đi kiếm bồ khác rồi hả? Em... mối tình đó lâu không mà? Dạ 8 tháng rồi. Mối tình 8 tháng, chia tay 4 tháng. Chị mối tình đầu tiên thì bao lâu? Dạ. Mối tình đầu tiên quen bao lâu? Là 6 tháng chị. Thì 6 tháng. Mối tình kế tiếp chuẩn bị thì mình mấy tháng? Em chuẩn bị theo năm chứ không theo tháng nè. Tháng thì không hợp. Không hợp đúng không? Không thể không ổn. Không. Điều gì mà làm chia tay nhanh dữ vậy? Dạ tự nhiên cái... nó hết tình cảm thôi à. Mình tự hết nhiên. Mình hết hay đối phương hết? Dạ đối phương hết chị. Tự nhiên dạ. Sao nó hết? Có phải có mình gì phải chứ? Coi lại bản em thân không biết chứ. Lý do tại sao. Có hùng nhau chưa? Chưa. Thấy chưa? Không cho tao hùng. Không phải. Hả? Không phải không cho. Mà tao không chịu. Cái gì vậy? Tao chịu hùng hả? Ông nào kỳ lạ ta. Sao không chịu hùng ta? Em có lần nào khiêu gợi cứ hùng đi hùng đi không? Nhiều khi mình không có bật đèn xanh ta không dám hùng. Em nhào vô nắm tay nó chạy ra không ạ? Ủa vậy đó hả? Phủ tay em ra giờ sao giờ? Lạ quá. Em cũng thấy lạ nữa. Bạn lạ quá bạn ơi. Em thấy lạ. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn tâm lý nè. Bạn gặp người con gái bạn muốn hung không? Người ta cho mình muốn hung. Người ta cho luôn á. Được rồi hung với mới vẫn hung. Thấy chưa? Mà bạn bên kia bạn nói hậu á. À. Ông kia ông không hung. Ông đó không bị gì rồi đó. Chỗ là chỗ đó đó. Khổ. Phải nghiên cứu cái cô này lại cái đá. Nhưng chúng mà nghiên cứu em coi sao nha. Em có tật xấu gì không?
tật xấu hả chị? Ừ. Thì em chỉ là hơi nóng tính thôi. Với lại ngủ thì khi nào mà mệt quá thì ngủ có thể hơi ngáy thôi chứ cũng không có gì. Ngủ hơi ngáy nhưng mà chưa có hung là đâu có ngủ chung đâu. Đúng rồi. Vậy ta đâu có biết em ngáy. Thật sự là em á, anh cũng không có xảy ra cái vấn đề mâu thuẫn gì hết á. Từ lúc quen đến lúc chia tay chưa hề cãi nhau một lần nào hết. Hay là nhạt quá. Em phải tạo cái gì cho nó cuốn hút nó hấp dẫn lên chứ. Có nắm tay không? Có nắm tay không bạn? Dạ em nắm anh ơi. Em nắm hả? Dạ. Rồi bạn kia im ru luôn hả? Dạ. Vậy cuối cùng là bạn có thích, bạn thích trai hay thích gái? Dạ. Bạn đó cuối cùng là thích trai. Em không xác định được. Chắc là 3D quá. Nó có cái gì vậy? Bạn có sở trường gì không? Cái gì cũng có chút chút chị. Nấu ăn thì em cũng biết nấu sơ sơ, nhưng mà thường những món mà em mới biết nấu á, em không dám ăn, em để người khác ăn trước. Vậy là nấu cho bạn đó ăn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Trời ác là anh. Chắc ta ăn không được rồi. Không, khen ngon. Không biết có thiệt tình không em không biết. Bây giờ nè. Bây giờ các bạn kia cười quá chịu nổi. Trời ơi. Có nhiều cái lạ quá, bây giờ mình nói bên đây trước đi ha. Bạn có một tài lẻ gì không? Dạ em thì có rất nhiều tài lẻ à. Tài lẻ thí dụ em, biết hát, biết đánh đàn, rồi biết khiêu vũ. Em là đi khiêu vũ cũng lâu rồi. Rồi đứng lên vừa hát vừa khiêu vũ thứ coi. Không được. Kệ nó đứng đi sao đâu. Không có nhạc, không có nhạc. Kệ nó thử thử thôi. Cái là cái chân em nó hơi đau. Không kệ đâu, giờ đứng lên hát biểu diễn rồi nè. Biểu diễn đứng xích xích lên xíu cho mọi người thấy luôn. Bắt đầu. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lần đây, có tiếc buồn gì, có bất tình sầu, tình ơi dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Múa sao rách áo rách nách luôn rồi nè. Giờ mốt kiểm tra lại cái áo rách nách rồi nha. Rách đâu đi coi. Giá lại coi kìa. Đó. Trời ơi sao vậy? Đi nay đi hỏi vợ mà vậy chết rồi. Không có người nào may cho em. Em lười biếng em may. Rồi mà không còn áo nào khác sao? Trời ơi. Đi coi vợ mà áo rách. Khổ vậy trời ơi. Nói cái gì dạng sự khởi đầu nan. Ôi mày cái gì ngày đầu tiên mà vậy là tiêu rồi. Bên ngoài đẹp một chút gặp người yêu rồi cứ về luôn nha. Dạ dạ. Em nói nghe nè. Giờ về nè ha. Đưa cái này ra nha. Kỳ vậy. Thôi lỡ làm sao đâu, vậy cho ta thương, xung quanh không có bàn tay phụ nữ. Được, vui vẻ thôi. Tướng cũng mạnh khỏe. Dễ thương mà. Thật đồ chắc nụi ha. Thích người bạn gái thì sao? Chỉ cần nhỏ nhắn dễ thương. Đừng có béo quá. Đừng béo quá ha. Dạ. Không nhỏ bên kia nhỏ nhắn dễ thương lắm. Đưa má ra là nhào vô hung liền. Một chút mà được là nhào vô hung liền cho tôi. Chưa hung. Chưa có được hung. Nhưng mà ta không cho mình đâu có hung được. Cho. Dám không? Hay là dám cho ông kia luôn. Không cho em hung chị. Cho là hung ha. Cho là hung. Dù mình đang ăn hung gì mình ta nắm tay mình phủi tay ta ra là sao? Đó là ác cái gì? Ác quá. Phủ phàng quá. Đúng rồi. Sở thích khi rảnh rỗi thích làm gì? Dạ thì em hay đi coi phim, anh phim bộ. Có khi một bộ phim em coi cả năm mấy hai năm. Coi phim gì? Đi quay chiếu khi. Chẳng hạn như phim Cô Dâu 8 tuổi nè. Cũng coi hoài, rảnh rảnh coi rồi rảnh cũng coi. Không đi làm ăn xong rồi. Đời dạ, sống chợ đêm mà em hả? Không tại đây xúc là đêm anh đúng á, đêm ăn coi dữ. Phải thơi ra nữa, coi không mấy năm chưa. Tại chị biết sao không? Tại em làm á thì cái thời gian rảnh cũng nhiều, tại khách vô thì em mới làm, em mới kiểm định, không có khách thì thời gian rảnh rồi thì em mở TV lên em coi. Trời ơi, cái này nói chương trình này phát sếp thấy coi chừng nghe sếp đuổi việc á. Em kiểm định chị thường coi bao nhiêu phần trăm? Chị nếu mà em kiểm định thì chắc cũng cỡ 70%. Trời đất ơi, 30% kia mất đi đâu? Thì chị kia kiểm định, em kiểm định cho em có biết đâu, mất đi đâu. Thấy kiểm định anh có miếng nào không? Có được rồi. Có lúc mà có tiền rồi. Có 70% là ngon rồi. Thôi cũng được. Ngồi chưa qua kiểm định cô kia còn mấy chục. Đừng có che nó rách nha không? Tại không có người chăm sóc thôi. Về dạ. Mai lại dùm cho ảnh. Anh đang cần cái người may áo. Dạ. Áo nào cũng rách nghỉ đi. Một tủ áo và hôm nay đi tới đây mấy áo rách có nghĩa là nguyên cái tủ rách hết rồi. Em biết cháu sửa vậy. Đúng không? Nguyên cái tủ rách hết rồi. Ta nói có bài hát là áo anh rách vai. Đúng không? Áo anh rách nách. Hát vậy khó quá. Hôm nay em tới đây có người thân đi theo không? Dạ em đi với bạn em chị. À bạn em đâu? Dạ bạn em ngồi dưới chị. Hồi đó giờ em có thấy ai mà ngày đầu tiên đi hẹn hò mà mặc áo rách nách chị? Dạ chưa thấy chị. Rồi bây giờ em cảm nhận anh chàng như thế nào? Dạ cảm thì em thấy anh cũng được, cũng hiền. Còn vụ này sao? Dạ vụ đó thì nó cũng xí xóa cũng đỡ đỡ anh. Cũng được ha. Không sao. Bạn cứ đi với bạn Nam. Đó, đi với lại mấy chị em cho công ty. À, hèn chi thấy nãy giờ xóm bên này rần rần. Vậy rần, mà không chịu kiểm tra rồi áo quần cho bạn bè đi. Bình thường ở trong trong chỗ làm mà ảnh là người như thế nào hả chị? À, Hoài rất hiền chị.
Mà sao trong trong công ty không có cô nào để làm mai cho ảnh hả? Quá trời cô ngồi đó. Dạ trong công ty cũng có gia đình hết rồi. Ủa em thấy em gái này so với dạ thấy hiền dễ thương. Rồi chị thấy được chưa? Cặp này hợp không? Dạ thấy được. Công ty ủng hộ không? Dạ ủng hộ. Đám cưới đi nhiều. Câu này khó quá. Rồi cảm ơn các chị. Bây giờ cho hai người gặp nhau nha. Thật ra tôi vẫn tức tôi vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân tại sao mà để hai người nói chuyện cho hiểu nhau hơn. Sao mà cái anh bồ cô này lại không hung cổ? Kéo màn lên. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân. Mà suy nghĩ vụ này á. Dạ em chào em cảm ơn. Hung cái trước đi nói chuyện. Cho anh hung cái mở hàng cho nó hên á hiểu không? Phá nó không thỉ xui đó đi. Trời ơi. Không cho có cho to mà. Cho. Không hung tôi hung à. Nhiều vô rồi. Để ta có cho không? Phụ nữ người ta không cho là người ta bực mình. Người ta cho thiệt không hung ta bực á, ta nói ba đề đó. Hả? Thể hiện bản lĩnh đàn ông coi. Ôi trời. Đó. Được không? Gì giật dữ vậy? Em nổi da gà. Có nổi da gà được rồi, thôi được rồi đó. Bây giờ là cảm giác được gì rồi? Mới hung tay đó. Bây giờ là nổi da gà chứ hồi mà hung mặt nó nổi da vịt nữa đó. Rồi, hai ba kiểm định. À, anh ở Nha Trang vô đây làm luôn hả? À, anh ở Khánh Hòa. Ủa sao vui quá cười hoài vậy? Hung chạm với cười hả? Chắc chạm với cười á chị. Em có thích coi phim không? Dạ có. Giống anh. Đã không coi phim cô vô tháng tuổi đâu. Quan điểm hôn nhân tình yêu gì đi. À, em nghĩ gì về tình yêu? Em nghĩ khi mà yêu á thì phải tin tưởng. Tại vì khi mà anh không tin tưởng thì lúc đó anh sẽ bắt đầu anh kiểm soát. Mà cái người bị kiểm soát rất là mệt mỏi. Anh cũng vậy, anh cũng như em, chỉ cần tin tưởng nhau thôi. Dạ. Còn... Nhắm con mối tình này được mấy tháng? Qua được năm không? Hên xui chị. Nhìn vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Khi thấy nào? Gì trong mắt nhau? Coi lông mi không? Hả? Thấy gặp lông mi. Trời ơi, nguyên mặt em thấy được cặp lông mi không hả? Bạn cảm nhận chàng trai đối diện như thế nào? Em thấy ảnh cũng hiền, cũng thật thà. Bạn có đồng ý giá áo nghe, rách ngay nách cho ảnh không? Em thì mấy cái vụ may giá em dở lắm. Nhưng mà cái nào rách em đem ra tiệm cho người ta giá lại. Có gì, có lòng thành là được anh ạ. Lòng thành. Điều dưỡng chăm sóc tốt lắm á. Hết thời gian. Nào. Kiểm định và điều dưỡng. Điều dưỡng xong rồi đem đi kiểm định. 3 2 1 hết thời gian. Sợ quá. Đồng ý hẹn hò làm giật mình. Sát vô nắm tay nhau coi. Làm gì? Che rồi ăn hết cái bông hồng của ta đi. Bây giờ chính thức hôn được rồi đó. Hôn nghe má. Tay lắm, tay. Hôn nghe má cho đi. Tay. Hôn đi. Không đi anh. Vậy mà nở nào thằng kia. Không đi anh mà nó chạy. Ba đi rồi. Trời. Bây giờ ở đây á là không đi anh nhưng mà mai một chút về. Để cho nó gọn ha. Ơi, tặng các bạn những vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những thời gian thật lãng mạn bên nhau nha. Cảm ơn em. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một cặp loa của sao mắt i5. Nắm tay đi xem phim đi. Nhớ ra mua cái kim. Ra mua kim giá áo nha. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Dạ con tự nuôi bản thân và mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi, ngon lành thôi. Hết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Ừ. Linh. Ưu điểm hiền, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như.
Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Quỳnh Như? Dạ con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người, con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chi cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi. Sao con giỏi dữ vậy? Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi ngon lành ơi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá à Linh. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con không thích? Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là Quyền Linh dùng thử bên kia. Nói nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ có. Có. Cắt sẵn, không có cắt sẵn. Trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi, xinh quá vậy trời. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ấy nha. Ăn đi, ăn bánh đi nhà gái coi sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Ăn thử đi. Chị thay mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ con cảm ơn cô. Cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Dạ. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Dạ. Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thực sự nó hơi giống mà rất là xinh luôn. Mấy mối tình này. Dạ con cũng có một vài mối tình. Hoài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, 3 mối tình. 3 rồi hả? Bên dạ. Kia một dài, bên đây 3. Mối dài nhất là... một thập niên mà... 3 năm. Thì... 3 năm hơn một chút, 3 năm. 3 năm hơn? Dạ. Sao chia tay? Dạ, vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau. Nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có, có luôn. Tâm lý, và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ thích, con cũng biết thích, nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha. Biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1. Tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em
cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự á, thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình á, là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh Quân Linh và chị Hồng Vân. Chào em gái. Các quý vị khán giả đang xem chương trình Vẫn Muốn Này Nọ. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như tặng anh. Cái này là cái tai nghe đi. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái cũng như ra đi coi tặng gì nè. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Có cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. Anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được. Đúng thôi rồi. Con cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi, các bạn về chỗ đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái. Thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được. Nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên anh thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50 của công việc và 50 của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à. Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. Em đừng giận anh cái vụ đó. Cái đó dạ. Tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó. Anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không để anh có gì anh sẽ cố gắng? Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý
bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm. Nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì. Nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Tầm 1 năm là vừa. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa nhỉ? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho anh ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng. Mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đấy luôn này nọ, không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Xoay sở đó. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau. Để truyền cảm xúc cho nhau, mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt? Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông. Là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với nhìn với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi ế quá trời quá đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi, còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá, muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Đây. Dạ, nóng trong người. Thấy trái tim mình nói sao? Dạ, đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh, cá tính đó nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc cho hai em sớm tìm hiểu và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ. Đây. Chào cô. Nào, Như đi trước đi, Quỳnh Như đi trước đi. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai ấy. Ưu điểm của em là chịu khó này, cần thà và nhiệt tình với bạn bè. Nhiệt tình với bạn bè quá, đôi khi bạn bè hay lợi dụng.
Thấy người khác mà ví dụ như mà nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Đấy có tiền bù trừ rồi đấy. Còn bây giờ Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Cao Cường, quê ở Nam Định. Hiện tại thì em đang sống ở Dĩ An, Bình Dương. Công việc của em là tài xế. Em năm nay 31 tuổi. Cường 31 tuổi làm tài xế ở Dĩ An, Bình Dương. Mời nhà gái. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Lê Thanh Tâm ạ. Năm nay em 33 tuổi. Em đến từ quê hương Bảy Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Rồi mình làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Em làm ở Thuận An, em ở chỗ nào Thuận An em? Em ở khu V-Ship 1 đó anh. Vậy cũng gần anh ở ngay gần chỗ ngã tư 50 á. Dạ em biết ạ. Bên dưới vòng xoắn phố. Trời ơi, ở sát bên nhau. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Ưu điểm của em là chịu khó này, thật thà và nhiệt tình với bạn bè. Không nhiệt tình với bạn bè quá. Đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Sở trường em là thích nấu ăn cũng ngon. Tốt. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em không hút thuốc, hơi nhút nhát chút. Rồi bên mình nói nè. Ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm của mình là gì nè? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình ạ. Em cũng có tính tự lập ạ. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai á, như đá bóng, bóng chuyền hoặc cầu lông. Vậy đó hả? Thể thao tốt mà. Vâng. Em có nhược điểm gì không? Nhược điểm của em là không được, không nói được dịu dàng cho lắm. Dạ, tính cũng hơi lanh chanh á. Dạ. Anh thấy em cá tính mà. Thấy người khác mà ví dụ như bị mẹ nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Cái đấy có thể bầu trời đấy. Người ta hay gọi là lanh chanh. Dạ. Cá tính quá hả? Và nấu ăn thì cũng không được ngon lắm, chỉ nấu được bữa cơm gia đình nhỏ nhỏ thôi ạ. Nấu ăn thì đã có anh chị rồi, từ từ sẽ học được. Cường có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình, chia tay gần đây nhất khoảng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, tại sao chia tay Cường? Tại vì thời đấy là em đang chạy xe, em với lại công việc của em hay phải đi đường dài nhiều, ít có thời gian. Thứ hai là thời gian quen nhau thì cũng không được lâu. Bây giờ có thời gian để... Thì bây giờ hiện tại thì em đang làm đây thì thời gian rảnh nhiều, em làm giờ hành chính không ạ? Em lái xe gì? Em lái xe tải cẩu. Còn mình mấy mối tình rồi Cưng? Em thì cũng có một vài mối tình nhưng mà chỉ lai rai thôi, chỉ được mấy tháng thôi, không được lâu ạ. Lai rai thôi, mối tình vài mối tình lai rai thôi nhá. Mối tình mà làm như nhậu, lai rai. Nhưng mà lý do tại sao lại, mình... Thời gian thì không thấy hợp tính á. Vậy thì bây giờ chị hỏi nè, em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào thì mới hợp với tính của mình? Trước hết là phải cao trên 1m65 ạ. Cao tại em thấp nên em muốn cao để sau này lai tạo giống. Trời ơi. Lai tạo giống. Rồi. Lai tạo giống nữa. Đâu, cái đó là mong muốn đúng mà, mong muốn đúng mà. Không đen quá như anh Quyền Linh là được ạ. Ôi Quyền Linh là đen lắm đấy em ạ. Không thế là được rồi ạ. Anh thế là được rồi. Đen lắm. Anh không hút thuốc được ạ. Không em hút thuốc không? Anh thì hút thuốc thì anh bỏ mấy năm nay rồi. Em cao mét nhiêu vậy? Cao mét 7. Úi giời, cao mét 7 cơ, cao lắm. Đừng có mập quá. Ôi yên tâm, trời ơi, có hết luôn á. Có hỏi không? Thế em... Cái đề tài này nó tế nhị quá, nhưng mà yên tâm là bạn này không hỏi nha. Dạ, đại em hỏi thì cũng không sao ạ. Được, câu này được. Ôi, cảm ơn em nha. Hãy coi em gái coi. Cảm ơn em. Hỏi cũng được đúng không? Vâng. Hỏi dễ thương mà. Tốt là con người tốt là được ạ. Đúng rồi. Hỏi thì hỏi miễn con người tốt là được. Dạ. Quan điểm này anh khoái nè. Dạ. Nãy anh nghe em nói dù hỏi anh bực mình, anh muốn qua rồi đó. Không ạ. Anh Linh cứ nghĩ là anh hỏi mà rõ ràng ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều, không có bị hỏi một tí nào cả. Như anh Linh như này là quá đẹp rồi. Quá đẹp. Dạ. Đấy. Dạ. Da thì da bánh mật, quá đẹp. Dạ. Là ao ước của nhiều người. Vì anh xô đẹp. Đi hôm nay có 10 ngày. Ngoài nắng nó đen vậy thôi, chứ thường nó cũng không có đen, nó mất vậy ha. Con trai đen về đen giòn đẹp ạ. Đen giòn đẹp ha. Dạ. Được, tốt. Cái gái này dễ thương quá nha. Quá dễ thương, quá duyên dáng. Như vậy là lai vài mối tình là được ha. Bạn này bên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này. Đẹp trai nha. Dạ. Đẹp trai đấy. Vấn đề là bây giờ bên đây nè. Ừ. Bên đây người ta yêu cầu như thế nào nè. Bây giờ em yêu cầu nhà gái bên chị sao nè. Để chị trả lời luôn cho em biết nè. Yêu cầu thì bạn nữ chịu khó lo làm là được rồi. Lo làm việc xã hội hay là lo làm việc nhà? Việc xã hội cũng như việc nhà, làm kinh tế mình không cần tiền nhiều tiền ít.
đã mình em có thể lo được. Hay quá. Miễn sao bạn ấy phải có việc làm. Có việc làm. Hay. Lễ phép là được rồi. Ừ. Vậy thôi, yêu cầu của em chỉ đơn giản. Vậy thì dễ. Đơn giản thế thôi. Thế tôi hỏi ý kiến gia đình. Đúng rồi. Ừ, để xem người thân có ý kiến sao. Đúng rồi đó. Em đi với ai vậy? À, em đi mấy chú. Chào anh Quyền Linh, chào chị. Dạ. Rồi, chào anh. Chào bên nhà gái. Tôi là Đinh Văn Phương, là chú ở trong Cường. Bố mẹ cháu thì ở ngoài quê, còn ở trong này thì cũng gần các chú, thì chú họ thì cũng giống như chú ruột tôi. Có công việc gì thì cũng xung tụng để chia sẻ. Xa cha thì có chú ở gần mà. Cháu Cường nhà chú thì cũng ngoan, hiền và chịu khó, ít chơi bời. Mà cũng có thể ít chơi bời quá, thành ra là bây giờ mới chưa có gia đình. Bạn gái thì cũng đạt cái yêu cầu mà đang cháu cũng đang mong muốn. Được. Được. Chú thấy được. Chú thấy được là được rồi. Cảm ơn chú. Mong là cháu bấm nút. Này, rồi. Chú nhắn nhủ rồi đó. Còn em đi với ai vậy? Em đi với anh trai và một số bạn bè. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Tôi là Lê Xuân Vương, là anh trai của bạn Tâm. Qua tiếp xúc và cách nói chuyện của bạn Nam ở bên này thì tôi thấy đánh giá là bạn là cũng là một người là tương đối chín chắn rồi, cũng chững chạc, lịch sự. Thì bạn cho mình hỏi là bạn đã làm tài xế được lâu chưa? Em làm được 8 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Bạn hiện tại đang ở cùng với một mình hay ở cùng với bạn hay cả ở với... Hiện tại thì em đang ở một mình, em ở trọ. Đã tự lập, đã ở trọ một mình thì chắc cũng lo tốt được cho gia đình. Hy vọng là các bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội tốt hơn nữa để cái nợ nó đến với nhau. Có thể là tôi sẽ được làm anh của bạn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Thôi, thế chúng ta mở rào nha anh rồi, Chui ơi. Rồi, mở rào. Rồi. Mở rào nào. Em có bó hoa tặng em. Bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu. Em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi. Em cũng có quà tặng anh ạ. Đây là cây phong thủy. Em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế? Nghề nào cũng là nghề mà anh cốt là công việc làm đồng hành chính đáng là không sao. Anh gặp em thì thấy thế nào ạ? Có đúng với tiêu chuẩn của anh không? 80-90%. Em thấy anh đen. Tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ. Anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh? Thì hầu như là anh làm thế cũng là giờ chính thôi. Còn một tháng có thể là một hai buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm. Tại vì đường thành phố nó cấm. Thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh? Không, anh nghỉ chủ nhật thôi. Thứ bảy thì vẫn làm được. Em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi ạ. Nếu mà sau này ví dụ trên tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh? Cái đấy thì đương nhiên cái giờ thì anh cũng đang mong muốn có người để giữ hộ ngân khố. Chứ một thân mình thì cũng hay tiêu pha lung tung, rồi bạn bè này cũng nhiệt tình quá thì mượn cho mượn hết, chơi bạn thì hết lòng, bạn chơi mình hết hồn nữa. Anh có phải là người hay ghen không? Ghen thì có một chút ghen. Tại tính em hoạt động nên em hay thích chơi với nhiều bạn trai. Nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm tôi cái được không? Giống như là điều tra xét hỏi về cô gái. Anh có thể tặng em bài hát không? Dạ. Rồi đứng lên nắm tay bạn gái. Hát đi nào. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Em muốn xin hát vài câu trong bài Biển Tình ạ. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Thế rồi ạ. Là đắm say tình mới thôi là đủ rồi đó, dạ. Đó. Cái này là thay lời muốn nói đó nha em. Dạ, em nghĩ gì về anh? Em thấy anh cũng là người chân thật. Tình cảm của mình ấy thì em khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân? Em thì tùy vào tình cảm vậy thôi, nhưng mà sau cho thì mình tiến xa thì mình thấy lúc nào thì mình có thể lúc đấy ạ. Anh thì có thể là 6 tháng hoặc là sang năm sau hoặc là 1 năm. Quan điểm thì con cái, con trai, con gái?
Em nào thích con trai nhau? Gái em thì con nào cũng được, trời cho con nào thì mình hưởng con đó, có con là tốt rồi. Đúng ạ. Anh thì thích mấy đứa? Anh thì một hay hai rồi. Em thích ba. Nhà đông con về vui mà anh. Thì cũng được thôi. Thì anh thì cháu rất nhiều lắm, đông lắm, cũng vui. Nhà thì đông cháu lắm. Em muốn sau này ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, cốt ở đâu phát triển được là được ạ. Em làm dâu có... Làm dâu em có... Dạ em không sao, em thích làm dâu ạ. Thì tốt rồi, thích làm dâu. Em hỏi vậy thôi, chứ còn nếu mà anh cũng thích ở trong này, phát triển cuộc sống trong này, sau này tương lai thì sẽ chắc chắn là sẽ ở trong này. Em thì lấy chồng đi đâu theo đấy ạ. Dạ. Rồi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Hai bạn này nói chuyện với nhau cứ như họp chi bộ ấy. Rồi ạ. Đây, xích vào đây. Đúng rồi, từ từ tìm hiểu sau. Nào. Đấy, anh bảo rồi, anh có lệnh truyền rồi, cứ bấm đã rồi tìm hiểu sau. Sau vài tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem bấm hay không. Chưa đếm bấm rồi. 1 2 3. Đấy, bấm luôn rồi. Nào. Nắm tay nhau đi. Đó. Em xin phép anh được quen em gái của em, của anh. Để em hứa sẽ chăm lo cho em, nếu mà tình cảm của mỗi ngày đi lên. Anh hy vọng là các em sẽ cố gắng tiến xa tình cảm hơn nữa. Đấy, còn đây, đây nói chuyện với chú. Chào chú ạ. Dạ, nếu mà sau này chú con có tiến xa hơn thì con hứa sẽ hiếu thảo với gia đình anh đấy ạ, chăm sóc gia đình tốt ạ. Rồi, tốt. Rồi. Bây giờ chúng ta làm cái thủ tục không thể nào mà không làm được, đó là hôn vào gò má của bạn ấy nào. Nào hai đồng chí. Xin phép anh toàn thể. Sau khi họp chúng tôi. Rồi. Hôn chứ mà khổ gì. Hôn tao ôm tay đàng hoàng coi sao mày hôn mà khổ thế. Nó vẫn khổ. Đâu nào, ôm sát bên nhau để cái tay nó đẹp. Mấy nữa về tập luyện sau ạ. Ông hấu luyện hôn cho nó thoải mái nào. Làm lại coi đừng có khổ nào. Nào đây này, thẳng thớm lên nào. Tư lực tư thế cứ như cầm vô lăng ấy. Này, rồi. Đấy. Đây. Gì đâu mà hôn mà khổ quá trời luôn. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi ôm đây. Rồi, hãy đưa nhau đi học, đi hạnh bộ. Phúc nha. Cảm ơn chương trình. Đi bên này. Đi bên này Cương, có cái bậc tam cấp bên này. Rồi bạn gái đi trước này. Đáng yêu quá trời. Và đi luôn nè, đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một ngày rất là tuyệt vời. Với hai cặp đôi, họ được đồng ý hẹn hò với nhau. Chúc cho hai cặp đôi sẽ sớm tìm hiểu nhau để chúng ta có thể về chung một nhà, quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Không Vấn Một Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ là em có ý gì? Nói đi, đừng ngại đâu. Dạ như anh Quyền Linh vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Thành mình sẽ giống dữ vậy trời. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á, cái dạ. Giác quan thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức nội, nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Hoặc chúng ta có thể đón xem vào giờ quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.